10 cầu thủ có thể đạt mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng. Antoine Griezmann đến Man United. Griezmann đã được Man United liên hệ và có thể họ sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng 89 triệu bảng của Paul Pogba từ năm 2016 để có được anh. Aubameyang đến Real Madrid. Trong quá khứ, Aubameyang đã gọi việc đến Real là một giấc mơ. Hiện tại anh ấy chưa trị giá 100 triệu bảng, nhưng hãy cho anh ta một năm và giá trị của anh sẽ đạt mức đó. Diego Costa đến Thiên Tân Quan Chen. Costa đã được câu lạc bộ của Trung Quốc liên hệ gắt gao trong vòng một năm nay. Thiên Tân có rất nhiều tiền, vậy nên với cái giá 100 triệu bảng, Chelsea hoàn toàn có thể để Costa ra đi. Gareth Bale đến Chelsea. Bale gia nhập Real Madrid với giá 86 triệu bảng và nếu muốn anh ấy trở lại Anh thi đấu, Chelsea sẽ phải trả cái giá là 100 triệu bảng. Dele Alli đến Real Madrid. Alli được đồn là sẽ theo chân hai ngôi sao cũ của Tottenham là Bale và Modric đến Real. Alli còn quá trẻ, vậy nên muốn có được anh ấy có thể sẽ rất tốn kém. Kylian Mbappe đến Man United. Mbappe đã tỏa sáng tại châu Âu trong mùa giải này với những màn trình diễn đặc biệt trong màu áo Monaco, giống như Alli, tuổi trẻ làm tăng giá trị của anh. Marco Verratti đến Barca. Verratti được xem là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Nếu anh ấy rời Paris Saint-Germain sang Barca như tin đồn, nó sẽ làm Barca càng mạnh hơn. David De Gea đến Real Madrid. Giá trị của De Gea chỉ mới được tăng từ khi có thông tin anh chuyển tới Madrid vào năm 2015. Một trong những người gác đền hay nhất thế giới sẽ khiến Real phải trả mức phí chuyển nhượng đắt nhất từ trước đến nay cho một thủ môn. Neymar đến Man United. Neymar đã được Man United liên hệ từ trước, mặc dù những cuộc nói chuyện giữa đôi bên đã im lặng gần đây. Nếu anh ta rời khỏi Barca, câu lạc bộ muốn có được anh chắc chắn sẽ phải trả hơn 100 triệu bảng. Eden Hazard đến Real Madrid. Hazard đã trở lại là chính mình ở mùa giải này, đã có những tin đồn anh sẽ chuyển sang Real. Tiền vệ người Bỉ chắc chắn sẽ khiến bầy kền kền tốn hơn 100 triệu bảng để có được anh.